Cô thân ái chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 trên trang web olm.vn. Các con thân mến, trong các bộ môn nghệ thuật thì có âm nhạc. Âm nhạc được thể hiện bằng các dụng cụ như đàn, kèn, trống, sáo. Bài đọc ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu đó là bài tiếng đàn. Bài tiếng đàn sẽ đưa các con đến với tiếng đàn violon của một bạn nhỏ, qua đó giúp chúng ta thấy được tiếng đàn đã mang lại những điều diệu kỳ cho con người. Để tìm hiểu sự kỳ diệu của tiếng đàn, thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần luyện đọc. Với bài đọc này, các con đọc giọng nhẹ nhàng, chậm rãi và giàu cảm xúc. Cô sẽ đọc mẫu một lượt, các con cùng theo dõi nhé. Tiếng đàn. Thủy Nhận cây đàn violon lên dây và kéo thử vài nốt nhạc. Sau đó, em bước vào phòng thi. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt trắng trẻo của em nâng đàn đặt lên vai. Khi ắc xê vừa khẽ chạm vào những dây đàn, thì như có phép lạ, những âm thanh trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng của gian phòng. Vầng trán cô bé hơi tái đi, nhưng gò má ửng hồng, đôi mắt sẫm màu hơn, làn mi rậm, cong dài, khẽ rung động. Tiếng đàn bay ra vườn, vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Dưới đường, lũ trẻ rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Ngoài hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá. Hoa mười giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ. Bóng mấy con chim bồ câu lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp. Vô cùng du dương và êm ái đúng không các con? Trong bài này có một số từ ngữ khó, chính vì thế chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần chú thích. Cô có 3 từ ngữ cần con lưu ý như trên màn hình. Từ đầu tiên là lên dây. Lên dây tức là chỉnh dây đàn cho đúng chuẩn. Thứ hai là ắc xê. Ắc xê là cái cần có căng dây để kéo đàn violon. Thứ ba là dân chài. Dân chài là người làm nghề đánh cá. Các con đã ghi nhớ nghĩa của những từ ngữ này chưa? Cô tin là chỉ với 3 từ ngữ này thì không làm khó nổi các con đúng không nào? Chúng ta sẽ sang phần bố cục. Cô chia bố cục thành 4 phần như trên màn hình. Phần 1, Thủy chuẩn bị vào phòng thi. Phần 2, âm thanh của tiếng đàn. Phần 3, nét mặt của Thủy khi kéo đàn. Và phần 4, khung cảnh thanh bình ngoài gian phòng. Con đã ghi nhớ bố cục chưa nào? Con hãy tương tác với OLM có một câu hỏi dưới đây nhé. Chúc mừng con đã ghi nhớ bố cục rồi. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết. Phần 1. Thủy chuẩn bị vào phòng thi. Thủy đã làm gì để chuẩn bị vào phòng thi hả con? Rất chính xác, trước khi vào phòng thi, Thủy đã nhận đàn, lên dây và kéo thử vài nốt nhạc. Việc chuẩn bị kỹ như vậy trước khi vào phòng thi sẽ hứa hẹn Thủy sẽ có một bài thi vô cùng tuyệt vời đúng không nào? Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng bước vào phòng thi thôi. Phần 2. Âm thanh của tiếng đàn. Con hãy tìm những từ ngữ miêu tả âm thanh của tiếng đàn con nhé. Đúng rồi, âm thanh của tiếng đàn đó là trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng của gian phòng. Để thể hiện được những âm thanh trong trẻo vút bay lên như vậy, thì cử chỉ và nét mặt của Thủy ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần thứ 3, cử chỉ và nét mặt của Thủy. Con hãy tìm những cử chỉ và nét mặt của Thủy khi kéo đàn con nhé. Và qua đó thể hiện điều gì? Đúng rồi, cô chúc mừng con. Cử chỉ và nét mặt của Thủy khi kéo đàn. Đầu tiên đó là vầng trán tái đi. Điều này thể hiện Thủy đang rất cố gắng, tập trung vào việc thể hiện bản nhạc. Gò má ửng hồng, đôi mắt sẫm màu hơn, làn mi rậm, cong, dài, khẽ rung động. Thể hiện Thủy rung động với bản nhạc. Phải là một người có thể rung động được với những giai điệu của tiếng đàn thì mới có thể có những cử chỉ và nét mặt như vậy đúng không các con? Cô tin là các bạn chơi đàn thì sẽ hiểu được cử chỉ và nét mặt của Thủy đúng không nào? Đó là tiếng đàn và Thủy. Vậy không gian bên ngoài ra sao? Chúng ta sẽ cùng đến với phần 4, khung cảnh thanh bình bên ngoài. Con hãy tìm những chi tiết miêu tả khung cảnh thanh bình bên ngoài gian phòng con nhé. Rất chính xác, chúc mừng con. Khung cảnh thanh bình bên ngoài như hòa với tiếng đàn. Vài cành ngọc lan êm ái
rụng xuống nền đất nát rượi. Lũ trẻ thả những chiếc thuyền giấy trên các vũng nước mưa. Dân trài thì tung lưới trên hồ Tây. Hoa mười giờ nở đỏ quanh ven hồ và bóng chim bồ câu lượn nhanh trên các mái nhà cao thấp. Tiếng đàn rất trong trẻo, hồn nhiên và hòa hợp với không gian thanh bình xung quanh, đúng không con? Nếu được đắm mình trong không gian ấy, chắc hẳn chúng ta sẽ cảm thấy rất thoải mái và thư thái. Cô mong rằng trong các con, những bạn nào biết đánh đàn thì sẽ thể hiện những giai điệu đó cho người thân của chúng ta thưởng thức các con nhé. Hãy mang đến cho nhau những giây phút thật tuyệt vời và thư thái. Cuối cùng thì chúng ta sẽ vào đến phần tổng kết. Con thấy rằng bài đọc đã thể hiện tiếng đàn của Thủy rất trong trẻo, hồn nhiên như tuổi thơ của em. Nó hòa hợp với khung cảnh thiên nhiên và cuộc sống xung quanh. Tiếng đàn của Thủy rất tuyệt vời đúng không nào? Và cô tin là tiếng đàn của các con cũng tuyệt vời như thế. Hãy thể hiện những giai điệu đó cho người thân của chúng ta thưởng thức các con nhé. Và bài đọc của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc. Cô cảm ơn tất cả các con và hẹn gặp lại trong những bài học lần sau nhé.